Cho các bạn. Dark mode là một chế độ chuyển sang nền đen giúp cho máy của bạn tiết kiệm pin hơn. Hiện nay một số ứng dụng đã được cập nhật chế độ này, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật tính năng Dark mode cho các ứng dụng trên máy của bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cách chuyển sang chế độ Dark mode của các ứng dụng OneDrive, Facebook Messenger, Zalo và CH Play. Xin thông tin thêm cho một số bạn chưa biết, OneDrive là một ổ đĩa trên mây của Microsoft. Với ổ đĩa này chúng ta có 5 GB lưu trữ cho phiên bản miễn phí và để sử dụng nhiều tính năng cũng như là lưu trữ nhiều hơn thì các bạn phải chuyển sang Premium với giá là 130.000 đồng một tháng và các bạn có 1.000 GB lưu trữ tương đương với 1 terabyte con số này thật là khủng khiếp gói tính năng này phù hợp với các bạn có nhu cầu lưu trữ nhiều hình ảnh video Các bạn sẽ có kho lưu trữ cá nhân lớn hơn. Bảo vệ các tệp, thư mục và ảnh dùng chung bằng cách cung cấp cho người khác quyền truy cập. Liên kết chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu. Ngoài ra, tính năng còn tự động phát hiện mã độc. Các bạn cũng có thể làm việc ngoại tuyến khi không có internet. Tính năng quét nhiều file PDF để quản lý dễ dàng hơn và cũng giúp cho các bạn chia sẻ dễ dàng hơn tại đây các bạn nhấn nút bách để quay trở lại vào mục tôi sau đó vào mục cài đặt và ở mục chủ đề dòng thứ năm từ trên xuống các bạn chọn vào đây và tiếp tục chọn chế độ tối lập tức giao diện của các bạn đã chuyển sang chế độ tối tiếp theo là ứng dụng zalo tại đây các bạn nhấn vào biểu tượng bánh xe ở phía bên tay phải và mục giao diện trong mục giao diện các bạn sẽ chọn sang chế độ tối và lập tức thì zalo của các bạn cũng đã được chuyển sang chế độ tối tiếp theo là ứng dụng messenger các bạn bấm vào hình đại diện của mình và ngay dòng đầu tiên có biểu tượng chế độ tối các bạn nhấn vào đây và cũng ngay lập tức thì giao diện của các bạn đã được chuyển sang chế độ Dark Mode. Tiếp theo là ứng dụng Facebook Live. Đây là một ứng dụng Facebook rút gọn. Thì đã được cập nhật chế độ Dark Mode. Trong khi Facebook chính sẽ được cập nhật dark mode trong thời gian tới theo hứa hẹn của Facebook. Tại đây, các bạn nhấn vào biểu tượng ba gạch ở góc phải phía trên của màn hình và kéo xuống dưới thì sẽ có chế độ tối. với một số máy có ứng dụng kép thì các bạn có thể bật tính năng này lên nằm trong mục cài đặt và với ứng dụng này thì các bạn có thể tạo ra thêm thêm một tài khoản Facebook và một tài khoản Facebook Live như vậy các bạn sẽ có tổng cộng là 4 Facebook Tiếp theo là cách bật chế độ dark mode cho cửa hàng ứng dụng CH Play. Các bạn nhấn vào bánh răng cài đặt và trong phần giao diện chúng ta chọn giao diện tối. Như vậy ứng dụng đã được chuyển sang chế độ tối. Trên đây là tổng hợp cách chuyển sang chế độ tối của một số ứng dụng cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo